Đây là món gà phi lịch ớt chiên. Trong cái gia vị mình ớt thì có dầu hào, mật ong. Dầu hào mật ong được rồi. Xong rồi tỏi, nhiều tỏi. Chút hơi chi sốt cho nó thơm. Khi đã có cái dầu hào rồi. Cái dầu hào còn có vô có nước chua chị. Buổi ăn trưa ăn canh nữa nha, bốn miếng rồi đi vô chỗ ăn với lại món canh hôm qua còn.